đăng tải quá trình dựng cây nêu ngày Tết, chàng trai khiến dân mạng vô cùng thích thú khi cảm nhận Tết ngày một tới gần. Wow! Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràn pháo bánh chưng xanh. Theo đó, tuy đã bị mai một đi ít nhiều, cũng như là những món đồ treo trên cây nêu cũng không còn giống với ngày xưa. Nhưng không ít nơi ở Việt Nam vẫn còn giữ gìn phong tục dựng cây nêu ngày Tết. Nhiều chỗ còn cho rằng chỉ cần thấy cây nêu là thấy Tết. Mới đây, một chàng trai đã giữ gìn truyền thống quý báu đó bằng việc tìm lấy một cây tre thật to, thật cao, thật chắc chắn. Sau đó, chàng trai đã cùng với những thanh niên khác trong xóm, mỗi người một đôi tay cùng trang trí lên đó mấy chiếc đèn lồng, quấn thêm quanh thân cây một dây đèn sáng lấp lánh, rồi cùng nhau kéo cho cây nêu thẳng đứng nghiêng ngang giữa đất trời, đung đưa trước gió. Đêm về, cây nêu càng thêm phần rực rỡ, như bữa tiệc ánh sáng lung linh, khiến cho nhiều người thêm mấy phần hoài niệm, nhớ về hương vị Tết của những ngày xa xưa, cùng ông, cùng ba, cùng bà, cùng mẹ dựng nêu đón Tết. Được biết, nhiều nơi sẽ dựng cây nêu vào ngày giao thừa, nhưng cũng có nơi dựng cây nêu vào ngày 23 tháng Chạp. Mặc dù vậy, mọi người sẽ cùng nhau hạ nêu, đó là vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.